Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Cotripro đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của Hội Hậu môn Trực Tràng Học Việt Nam, thì bệnh trĩ chiếm từ 35 cho đến 50% những ca bệnh về hậu môn trực tràng và đang có xu hướng là ngày càng trẻ hóa, phổ biến ở độ tuổi là 30 tuổi. Trĩ là một bệnh lành tính, tuy nhiên có thể sẽ gây ra những biến chứng nếu như điều trị không đúng cách, và điều trị bệnh trĩ tại nhà đang là một giải pháp được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, điều trị trĩ tại nhà có được hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay thông qua chủ đề giải pháp thoát trĩ hiệu quả khi điều trị tại nhà. Mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Lê Trung Nam, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Và trước khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau đây. 2, 1. Thôi nghỉ tập đi. Coi như má nè, má lớn tuổi mà cái má tập má vui vẻ nó lạc quan. Dạ, nó nói con là bị đau má ơi. Đưa coi coi, mình mẩy nè, đau có cái gì đâu. Hỏi không có chịu nói đâu má. Có gì đâu, bây giờ có động tác khác không má? Cái động tác này nè. Hey. Hả? Hey. Dạ xin phép má con xin nghỉ nha. Trời ơi, cái thằng này cái gì tập con không tập được hết trơn rồi sao thi? Hả? Trời ơi, ngồi gì mà còn cái kiểu gì vậy? Má con ngồi vậy rồi đó, ngồi vậy riết con không dám ngồi chung ổng luôn đó. Tập cái gì vậy nè? Sắp sửa mình thi rồi. Rồi bây giờ tập cái vậy sao thi? Anh ráng đi giữ sức khỏe để mình tham gia thi cái gì gia đình văn hóa cho vui. Đó. Tại sao mình cứ chú tâm vô những cái tiết mục mà nó hao sức như vậy mà mình không chú tâm vô những tiết mục như là song ca? Ê, cái này cũng hay nha. Con song ca đi, rồi ba với má minh họa nha. Ông ơi ông, làm xong xuống chứa lên đây nè, tập. Rồi. Con ca trước cho. Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu vương. Trời ơi, nó ca ngọt quá bay. Tí. Dạ, từ. Để con trụ bộ con ca đã. Rồi ca mà cũng trụ bộ nữa hả anh? Được không? Anh lấy hơi cho nó kỹ. Vì sao hơi em? Chết cái gì vậy? Một mình em buồn. Ui da. Bỏ. Thôi bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Gai quá, gai rồi. Trời ơi. Con bôi vô chị mình chỉ đi. Cái gì? Cái gì? Chị, tôi mới làm thuốc cho nó rồi đó. Bệnh trĩ. Ba chơi kỳ quá. Làm gì kỳ? Cái chuyện này con đã dặn ba rồi. Nên mình phải kín đáo, đừng để cho ai biết hết. Trời ơi anh ơi, anh rồi có đi khám gì chưa? Sao cứ thuốc không kho vậy? Mà khám cái gì? Cái bệnh này đó là ba có cách là điều trị bệnh trĩ tại nhà. Bây giờ bôi cái thuốc này vô đi, vô cái búi trĩ đi, đầu nó teo cái búi trĩ lại à. Khoan. Bây giờ cái thuốc này ông mua ở đâu? Sao tôi không thấy nhãn mác rồi hạn sử dụng? Cái này là thuốc gia truyền, nó đâu có cần nhãn mác gì ở trong đó. Với lại cái này là của con Mén, con của chị Năm Thu đó. Trời ơi, nó bán thuốc trị bệnh trĩ lâu rồi chứ không phải mới đây đâu. Nhưng mà cái thành phần cái gì trong đây mà tự nhiên đưa con sức vô bậy bạ. Dạ đúng rồi ba. Thành phần là thảo dược. Cái sức này nghe nhiều khi không hết mà còn bị nhiễm trùng nữa đó. Không có đâu má ơi, con nghe nói là bệnh trĩ có thể điều trị tại nhà. Với lại bôi bằng cái thảo dược giống này là cũng hiệu quả lắm đó má. Bây giờ mình thử điều trị tại nhà coi có sao đâu, có gì đâu phải sợ. Mình phải đi khám bác sĩ. Đúng. Rồi để bác sĩ coi coi mình bị giai đoạn nào, tới đâu rồi. Vô chuyện cho người ta mổ á, trời ơi, bởi vậy không có mổ được đâu nha. Thằng bạn của con nè, nó mổ xong xuôi về nó bị hẹp hậu môn, nó đi tiêu khó khăn. Trời, nó kinh khủng lắm. Mẹ nó cũng nói, nó nói giờ bệnh trĩ là không có đi mổ là xưa rồi, bây giờ chỉ cần bôi cái thuốc là hết, nó hiệu quả. Nhà mình nó đừng có tranh luận nữa. Con nghĩ bây giờ là mình phải nghe bác sĩ tư vấn trước cái đã, để xem cái tình trạng bệnh mình như thế nào, xem cái cách nào á điều trị tại nhà mà vừa hiệu quả vừa an toàn nhất. Dạ, con mời cả nhà mình gặp bác sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi bị bệnh trĩ và anh có mong muốn là điều trị bệnh trĩ tại nhà, và đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người bệnh trĩ. Vậy bệnh trĩ điều trị tại nhà thì có được hay không ạ thưa bác sĩ? Người ta khảo sát những cái bệnh nhân đến khám á, thì có 3 cái lý do quan trọng nhất. Đầu tiên là những cái người đến khám người ta có cái tâm trạng là chủ quan. Người ta nghĩ bệnh lý điều trị cũng rất là dễ dàng. Tâm lý thứ hai là cái tâm lý về lo ngại về cái chi phí điều trị. Người ta cứ nghĩ là bệnh lý trĩ là đến bệnh viện là phải phẫu thuật, các cái phương pháp phẫu thuật nó tai biến cũng như là cái chi phí rất là cao, nên người ta lo ngại. Cái vấn đề mà chiếm tỷ lệ cao nhất đó là ta ái ngại. Búi trĩ nó nằm ở vùng hậu môn trực tràng ở một vị trí rất là tế nhị, khiến cho chúng ta ngại đi khám. Đặc biệt là giới nữ thì đó là ba cái lý do khiến cho người ta ngại đến khám. Về cơ bản thì cái việc mà điều trị cái bệnh lý chỉ tại nhà là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên mà chúng ta phải đáp ứng những cái yêu cầu sau. Trước khi đó chúng ta cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để các bác sĩ chuyên khoa người ta xác nhận đây có phải là bệnh lý chỉ hay không, chỉ độ mấy, loại chỉ nào, chỉ nội, chỉ ngoại hay là chỉ hỗn hợp. Chính cái người bác sĩ sẽ quyết định mình là phải điều trị tại bệnh viện hay mình phải tiếp nhận một phác đồ điều trị tại nhà. Vậy thưa bác sĩ, hiện nay có những cái phương pháp điều trị bệnh trĩ nào và người bệnh trĩ muốn điều trị tại nhà thì cần phải tuân thủ những cái yêu cầu ra sao ạ? Đối với những bệnh lý trĩ ở giai đoạn nhẹ, chỉ nội độ 1, độ 2. Còn đối với những cái trường hợp mà phải can thiệp bằng ngoại khoa, phải phẫu thuật đó là những trường hợp nặng hơn. Thì chúng ta có thể kể ra một số các phương pháp. Pháp này chỉ có thể tiến hành tại bệnh viện. Chẳng hạn như cái phương pháp thắt búi chỉ. Các bác sĩ chuyên khoa người ta sử dụng dây thun trong chuyên khoa, người ta thắt ngay cái góc của búi chỉ. Và lâu dần cái búi chỉ nó sẽ bị teo dần và rụng đi. Cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp về chích xơ. Ta sẽ chích những cái hóa chất vào trong cái búi chỉ đó và làm cho cái búi chỉ nó teo dần và tiêu biến đi. Phương pháp nữa đó là phương pháp phẫu thuật bằng lông gô thì thường áp dụng cho những bệnh nhân mà chỉ nặng. Ngoài ra có những cái phương pháp như phẫu thuật chỉ kinh điển, phương pháp phẫu thuật mở sử dụng cho những bệnh nhân chỉ mà có những cái biến chứng như tắc mạch. Còn đối với những cái trường hợp như là chỉ nhẹ, chỉ nội độ 1, độ 2 không có những cái biến chứng tắc mạch hay là sa nghẹt búi chỉ thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị tại nhà. Điều trị bằng hai cái phương pháp chính, đó là không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Điều trị không dùng thuốc nghĩa là thay đổi về lối sống cũng là như sinh hoạt, tránh những cái thực phẩm mà cay nóng, có nhiều cái gia vị. Chính những cái thực phẩm đó nó sẽ làm chúng ta tăng cái nguy cơ bị táo bón, làm cho cái bệnh lý trĩ sẽ nặng nề hơn. Chúng ta tăng cường sử dụng các cái loại rau xanh, rau củ quả giúp chúng ta nhuận trường, thường xuyên tập luyện thể thao để duy trì được cái cân nặng được tốt hơn. Trong sử dụng thuốc để điều trị cái bệnh lý trĩ thì nó có ba cái nguyên tắc quan trọng: chống viêm, giảm đau và kháng khuẩn. Tác thứ hai đó là làm tăng sức bền thành mạch, từ đó làm co hồi cái búi trĩ. Và cái thứ ba đó là phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiễm trùng hay là sa nghẹt cái búi trĩ vân vân. Xu hướng hiện nay các cái nhà khoa học người ta cũng nghiên cứu và người ta thấy rằng các thảo dược y học cổ truyền nó cũng đánh vào cái cơ chế như vậy. Nó cũng chống viêm, nó cũng giảm đau được, cũng làm bền thành mạch, co hồi săn xe búi trĩ, ngăn ngừa những cái đợt tái phát. Các cái phương thức sử dụng đó là cái phương thức bôi tại chỗ, hoặc là cái phương thức thứ hai đó là sử dụng bằng đường uống. Thì bác sĩ có nhắc đến việc điều trị trĩ tại nhà với những cách thức như là dạng bôi nè, hoặc là dạng uống. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về hiệu quả của những cái loại sản phẩm này được? Hiện nay nhờ vào cái công nghệ sản xuất thì người ta đã chiết xuất những hoạt chất thảo dược. Chúng ta có thể kể ra một số các loại thảo dược có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị bệnh lý trĩ. Điển hình chẳng hạn như là cúc tần chẳng hạn. Có tác dụng đó là kháng viêm, kháng khuẩn rất là tốt. Hoạt chất thứ hai đó là cái thảo dược là cái lá lốt. Trong lá lốt nó có một cái thành phần là piperine kết hợp với lại curcumin ở trong cái tinh nghệ đó, chống nhiễm khuẩn, và cái thành phần curcumin nó giúp làm lành cái vết thương rất là nhanh. Có những cái tổn thương trên cái búi trĩ thì nó sẽ giúp chúng ta phục hồi. Cái ngải cứu là một trong những thảo dược được sử dụng nhiều. Ngải cứu nó có cái hoạt chất zomozin. Hoạt chất này nó tác động vào cái cơ chế bệnh lý trĩ, đó là nó giúp chúng ta làm bền cái thành mạch, co hồi và săn xe búi trĩ. Đây là một cái tác động chính và nó đánh vào cái căn nguyên của bệnh lý trĩ. Có rất là nhiều thảo dược người ta được nghiên cứu và cái kết quả nghiên cứu lâm sàng được đăng lên cái thư viện y khoa của Hoa Kỳ PubMed. Điển hình như là một cái nghiên cứu trên cái cây du đỏ, người ta tìm thấy cái hoạt chất đó là Slippery Elm. Thì cái hoạt chất này nó có tác dụng là nhuận trường, hỗ trợ điều trị các bệnh lý và táo bón, phòng ngừa cái tình trạng táo bón rất là tốt. Những cái người mà mắc bệnh lý trĩ còn bị táo bón thì nó làm cho cái bệnh lý trĩ này tiến triển nặng nề. Nếu mà trước đây mà khi mà sử dụng các cái thảo dược cái phương pháp giả nát để đắp lên cái tổn thương thì nó có một cái nguy cơ là nhiễm trùng. Công nghệ sản xuất dược đã chiết xuất thành công những cái hoạt chất đưa vào trong những viên nén hoặc là tips mà dùng để bôi trực tiếp lên cái vùng búi chỉ. Chúng ta bôi thì nó tác động trực tiếp vào búi chỉ. Những triệu chứng như đau, viêm thì nó giảm rất là nhanh. Mà khi mà chúng ta dùng đường uống thì nó có tác động lâu dài hơn, tăng cái sức mạnh của thành mạch, co hồi cái búi chỉ. Lưu ý giúp điều trị bệnh trĩ hiệu quả: có chế độ ăn giàu chất xơ, bao gồm các loại rau xanh, trái cây và các thực phẩm nhuận tràng như chuối, khoai lang để hạn chế táo bón. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế ăn đồ cay nóng, dầu mỡ và đồ uống có cồn, cà phê, nước ngọt. Tránh vận động nặng, không nên ngồi một chỗ quá lâu, nên đến bệnh viện thăm khám ngay khi nhận thấy các dấu hiệu của bệnh. Người bệnh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ dạng uống và dạng gel bôi chiết xuất từ ngải cứu, cúc tần, lá lốt, tinh nghệ, giúp chống viêm, giảm ngứa, giảm đau rát và làm săn sẻ búi trĩ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã gửi đến chương trình. Mời quý vị cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm. có nghĩa là mình có thể điều trị bệnh lý tại nhà, nhưng mà phải biết cái giải pháp như thế nào, mình bị cấp độ nào. Trời ơi là phải đi khám ông ơi. Tại vì tôi nói chung là thấy nó than thở, nó có đau đớn thì tôi giúp cho nó thôi, với là cái bệnh này nó ngại chứ sao gì khám tôi còn ngại. Dạ biết rồi. Dạ được rồi, con xin hứa với ba má là con sẽ đi khám, khoan uống điều độ giống như là bác sĩ nói nữa. Ê, nãy có nghe bác sĩ nói không? Có nghĩa là mình phải ăn chất xơ nhiều. Một ngày mẹ cho con ăn 1 kg rau được không? Mỗi ngày mẹ sẽ đổi, cách ngày là mẹ sẽ đổi rau khác, loại khác. Má ơi, mình ăn vậy nhiều lắm, mình ăn đâu có nổi đâu. Nãy bác sĩ có tư vấn á, có sản phẩm hỗ trợ điều trị có chứa Slippery Elm giúp nhuận tràng đó má. Bởi vậy bà nghe chữ được chứ mất. Ngoài ra còn cái sản phẩm mà dạng bôi nữa, có là cúc tần nè, la lót nè, rồi ngải cứu nè, rồi tinh nghệ nữa. Xin lỗi tôi nghe không nè. Nhưng mà bây giờ mình tìm ở đâu ra những cái sản phẩm mà có những cái thảo dược đó nữa hả? Đâu ra em biết nè, chờ em xíu. Dạ, ba má chờ con xíu. Đây. Đây là sản phẩm đồng hành cùng con nè, trong suốt quá trình con điều trị trĩ đó. Cái gì? Điều trị trĩ? Vậy là hai vợ chồng mình xong trĩ hả? Anh này, em bị 1 năm rồi, nhưng mà nhờ sản phẩm này nè, em không còn lo lắng về bệnh trĩ nữa. Em ơi, vậy cái sản phẩm này nó như thế nào vậy em? Cái sản phẩm này nó chứa cái thành phần rất là quan trọng, đó là Slippery Elm, nó nhập khẩu từ Hoa Kỳ đó anh, giúp ngăn ngừa táo bón rất là tốt. Dạ anh biết rồi đó, không còn táo bón nè, mình sẽ không còn đau rát khó chịu sau khi đi tiêu. Viên uống này nè, nó sẽ tác động sâu vào bên trong, giúp tăng sức bền thành mạch, giảm chảy máu và sa búi trĩ đó. Như vậy là mình không cần phải ép cơ thể mình nạp lượng rau khá lớn hả con? Dạ đúng rồi đó má. Còn cái dạng treo này á, là có tác dụng như thế nào vậy em? Chiết xuất từ rau cúc tần nè, lá lốp nè, ngải cứu nè và tinh nghệ, được sản xuất từ nhà máy công nghệ cao và được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025. Các tinh chất này nè, nó sẽ thẩm thấu vào búi trĩ, giảm nhanh các triệu chứng đau rát xương viêm chỉ sau 3 đến 5 ngày mình sử dụng thôi, đồng thời là làm giúp săn xe búi trĩ đó. Có cái này là thôi thằng con trai tôi nó khỏe rồi. Điều trị từ nguyên nhân cho tới triệu chứng của bệnh trĩ luôn ha. Dạ người ta gọi bộ đôi này là có tác dụng hiệp đồng đó ba. Vậy hả? Được rồi, có cái sản phẩm này bắt đầu tinh thần con phấn chấn rồi, cố gắng mau hết bệnh. Để con tham gia cuộc thi văn nghệ này. Con sẽ hát anh vô tình anh chẳng hiểu cho em trong trái. Đó. Chưa có uống, chưa có thoa nên chưa có hết đâu. Mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay với phần tư vấn của bác sĩ đã mang đến thật nhiều những thông tin bổ ích giúp cho quý vị khán giả có thể điều trị bệnh trĩ tại nhà. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Cotripro đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.